Thưa quý vị, đặt mục tiêu giải ngân đạt khoảng 95%, thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tìm giải pháp giải ngân gần 46.000 tỷ đồng trong 4 tháng cuối năm nay. Năm nay thành phố Hồ Chí Minh được giao vốn đầu tư công lớn nhất cả nước với hơn 70.000 tỷ đồng. Tính đến đầu tháng 9, thành phố mới giải ngân được 28%, kết quả chưa như kỳ vọng đề ra bởi gặp vướng mắc từ khâu giải phóng mặt bằng đến thi công xây lắp. Để tháo gỡ, Ủy ban nhân dân thành phố đã ủy quyền cho các quận huyện, thành phố thủ đức tự phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất. Từ đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân. Các đơn vị phải rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đôn đốc, gỡ khó cho các dự án. Thành phố sẽ cắt giảm những dự án chậm trễ, nhà thầu chây y sẽ bị xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù đi vào thực thi cũng giúp tăng tốc trong giải ngân đầu tư công với mục tiêu giải ngân cuối năm đạt 95%. Trong 4 tháng còn lại, thành phố phải giải ngân 45.790 tỷ đồng. Chiều ngày 6 tháng 9, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Điện tử và Vi mạch bán dẫn ESC. Đến dự có các đồng chí Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Trương Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao việc thành phố Hồ Chí Minh ra mắt trung tâm điện tử và vi mạch bán dẫn. Đây là một dấu ứng quan trọng trong thời điểm thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện nghị quyết số 98/2023 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố. Đồng chí Trần Hồng Hà nhấn mạnh, công nghiệp vi mạch và bán dẫn là ngành công nghiệp sử dụng nguồn tài nguyên là trí tuệ. Vì vậy, việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao có vai trò then chốt quyết định và Việt Nam cần có một chiến lược tổng thể để phát triển nguồn nhân lực trong nước đồng thời cần những chính sách để thu hút các chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực này về Việt Nam. Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi mong muốn thành phố tiếp tục phối hợp với các bộ ngành trung ương để phát triển khu công nghệ cao thành phố. Với nghị quyết 98, đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định thành phố cũng sẽ mạnh dạng thí điểm phát triển khu khoa học công nghệ với nền tảng chính là lĩnh vực chip, điện tử, vi mạch và bán dẫn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. vào sáng ngày 7 tháng 9, Bộ Công Thương đã công bố tổ chức sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế Việt Nam International Sourcing 2023 từ ngày 13 tới ngày 15 tháng 9 năm 2023 tại Trung tâm Hội trợ triển lãm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Chuỗi kết nối được tổ chức với hàng loạt các hoạt động kết nối giao thương và triển lãm cung ứng hàng hóa quốc tế cùng sự tham gia của 300 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Để tổ chức sự kiện này, hơn 60 thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đã tiến hành quảng bá rộng rãi tới các nhà nhập khẩu, kênh phân phối để mời các đoàn thu mua quốc tế tham dự. Trong thời gian diễn ra chuỗi kết nối cung ứng hàng hóa quốc tế 2023, 10 cuộc hội thảo và các diễn đàn doanh nghiệp kết nối giao thương sẽ được tổ chức với sự góp mặt của các tập đoàn lớn của Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp chuỗi sự kiện này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kết nối doanh nghiệp việt với các kênh phân phối nhà nhập khẩu nước ngoài nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong bối cảnh nhiều kênh phân phối đa quốc gia phát triển nguồn hàng mới để ứng phó với những đứt gãy những bất ổn trong bối cảnh khó khăn chung của toàn cầu Nhân kỷ niệm 78 năm thành lập Hải quan Việt Nam ngày 10 tháng 9 năm 1945 ngày 10 tháng 9 năm 2023 tại Hà Nội, tạp chí Hải quan đã tổ chức diễn đàn thường niên Hải quan doanh nghiệp năm 2023 với chủ đề Hải quan Việt Nam tạo động lực mới cho doanh nghiệp phục hồi và bứt phá. Tham dự diễn đàn có 300 đại diện các bộ ban ngành của các đơn vị trong ngành hải quan doanh nghiệp, hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động xuất nhập khẩu trong cả nước. Diễn đàn xoay quanh nội dung chính về hải quan nỗ lực cải cách, tạo thuận lợi thương mại và chung tay xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật về hải quan. Đồng hành cùng doanh nghiệp cũng chính là bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay hoạt động buôn lậu gian lận thương mại vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới đã và đang diễn biến hết sức phức tạp với phương thức thủ đoạn tinh vi khó lường ngành hải quan xác định cùng với tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ngành hải quan cũng tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan chống buôn lậu gian lận thương mại để sự đồng hành hải quan doanh nghiệp ngày càng hiệu quả ngoài nỗ lực của ngành hải quan không thể thiếu sự tham gia tích cực của các bộ ngành các hiệp hội đặc biệt là sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Diễn đàn thường niên Hải quan doanh nghiệp 2023 nhằm ghi nhận sự tham gia đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp vào quá trình cải cách, hiện đại hóa hải quan, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật về hải quan của doanh nghiệp. Ngày 7 tháng 9, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Sơ Cấp Cứu Thế Giới năm 2023 với chủ đề Sơ Cấp Cứu trong Thế Giới Số và diễn tập tình huống Sơ Cấp Cứu Tai nạn Giao thông Đường Bộ. Với thông điệp là sơ cấp cứu trong thế giới số, trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho người dân, chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đổi mới phương thức đào tạo, huấn luyện sơ cấp cứu và truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sơ cấp cứu, như xây dựng các video hướng dẫn và mô phỏng kỹ thuật, các trò chơi kỹ thuật số để sử dụng trong các khóa huấn luyện sơ cấp cứu và giúp mọi người ở mọi nơi, mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh dễ giảng tiếp thu, lưu trữ cũng như là lưu giữ được kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu, tiếp tục phát triển mạnh mẽ các mô hình sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng với tinh thần sơ cấp cứu vì mọi người và ở mọi nơi, sơ cấp cứu sớm quyết định sự sống cho người bị nạn, góp phần giảm thiểu rủi ro, tạo dựng cuộc sống an toàn cho mọi người dân. Vào tối ngày 6 tháng 9, Ban tổ chức hội trợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 đã tổ chức đêm gala Đêm Việt Nam với chủ đề Giáng hình Việt Nam. Tham dự có lãnh đạo các địa phương trong nước, các tổ chức du lịch quốc tế, cơ quan báo chí và doanh nghiệp du lịch đến từ hơn 42 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đêm gala Đêm Việt Nam giới thiệu đến bạn bè quốc tế những tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Việt, một Việt Nam hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn giàu bản sắc văn hóa Lưu giữ trọn vẹn những giá trị truyền thống lâu đời với sự kết hợp của các nhạc cụ dân tộc đặc trưng của Việt Nam đã tạo nên một bản giao hưởng đậm đà bản sắc Việt. Chương trình cũng là lời chào, lời mời du khách đến với Việt Nam để nhìn ngắm thiên nhiên hùng vĩ và tươi đẹp, để đắm mình trong sự thân thiện và nhiệt thành, để khám phá và trải nghiệm nền văn hóa đa dạng và giàu bản sắc. Một thành phố Hồ Chí Minh đang xen hài hòa giữa nhịp sống năng động hiện đại trong một không gian chứa đầy những giá trị kiến trúc, văn hóa lâu đời một thành phố mà bạn có thể tìm thấy bất kỳ món ngon nào của thế giới, bên cạnh những món ngon khắp mọi miền đất nước Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trong khu vực, thể hiện tinh thần hữu nghị, hợp tác ngoại giao, phát triển du lịch bền vững cùng các quốc gia trên thế giới. Trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên vòng loại U23 châu Á 2024, đội tuyển U23 Việt Nam đã có chiến thắng đậm đà 6-0 trước đối thủ U23 Guam trên sân vận động Việt Trì. Và bước vào trận đấu với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 7.000 khán giả trên sân, cầu thủ hai đội đã thể hiện sự quyết tâm và cũng như là khát khao ghi bàn từ sớm. Tuy nhiên thì phải đến cuối hiệp 1 thì U23 Việt Nam mới có pha dứt điểm thành bàn để khai thông thế bế tắc và bước vào hiệp 2 thì với thế lực cũng như là trình độ vượt trội thì U23 Việt Nam đã áp đảo hoàn toàn và ghi liên tiếp 5 bàn thắng để ấn định chiến thắng là 6-0. Với thắng lội này thì đội tuyển U23 Việt Nam đã giành được 3 điểm với hiệu số là cộng 6, vượt lên trên U23 Yemen để dẫn đầu bảng C sau khi kết thúc lượt trận đầu tiên.